À rồi, hoàn tiện xin được kính chào toàn thể anh em nhé. Đấy, thì hôm rồi làm vừa làm xong một lô máy cho một số anh em đã đặt hàng cho bên em từ thứ hai tuần trước. Đấy, thì đến hôm nay em đã hoàn thành và trả hàng cho anh em. Đấy, thì những anh em nào mà đặt hàng bên em thì cứ yên tâm nhé. Đấy, anh em đã cọc rồi thì em sẽ làm và gửi cho anh em thôi. Đấy, thì em đang quay đây là cái mẫu bộ máy xo, đấy, mẫu bộ máy xo mẫu 12V chuyên hồ đập thủy điện nha. Mẫu này 12V nhưng em vẫn thiết kế cho anh em để tốt cái vùng hồ đập thủy điện, và cụ thể là cái con này là em đang chuẩn bị đưa lên ở cái vùng thủy điện Rào Trăng Ba. Đấy, còn đây là một cái lô máy mà của một anh khách sĩ đặt cho bên em. Đấy, thì thủ luôn tiền xong thì em bảo bên nhé, anh Hoàng Văn Sắc nhé, đấy, anh ở Hà Nội. Đấy, thì máy bên em đã làm xong và em đã chuẩn bị cho chiều nay em sẽ gọi hàng và gửi luôn. Đấy, thì đây là cái mẫu gọn nhẹ thôi, đây là mẫu lươn lóc lưới bin. Đấy, mẫu 12 lươn lóc lưới bin nhé. Và toàn bộ các cái linh kiện này từ nhôm, biến áp, dây đồng và tụ điện em đều sử dụng các cái linh kiện tốt nhất. Đấy, cho nên em có thể đảm bảo yên tâm để khi em đã gửi về đến thì nói chung là cái đồ nó uy tín, là phải đạt đến 90%. Đấy, đương nhiên là vẫn có một cái số máy em gửi về á là sẽ có trở ngại và trục trặc ấy, thì vì làm em làm số lượng rất là lớn à, vì đôi lúc vẫn có một số máy á, nó bị trở ngại, nhưng đương nhiên là em sẽ làm lại khắc phục ngay trong tức khắc cho anh em luôn nhé. Đấy, sẽ không có chuyện mà gọi điện không nghe máy và nhắn tin là không trả lời đâu. Đấy, bên em làm như vậy đấy. Đấy, thì đây là cái mẫu clo máy 12, lâu nay em đánh giá là rất đẹp nhé. Đấy, cái đợt này thì em ra cái kích thước hộp để cho bên xưởng họ gia công á, thì hộp này là rất là đẹp luôn, vừa gọn, đấy, vừa in cái khung có biến áp luôn nhá. Đấy, cái mẫu hộp này em cảm thấy rất là ưng ý từ trước đến nay á. Thì đợt này em chỉ có về được một khoảng độ vài trăm cái hộp như vậy thôi. Đấy, thì lô hộp này là em sẽ tiếp tục đóng một cái lô hộp khác để mà làm và gửi đến anh em. Đấy. À, và cái lô này thì em mẫu 12 thì 12 thì trên hình đấy thì để là ngọt đục phèn là chủ yếu. Đấy, đục phèn chủ yếu lướn lóc đục phèn, còn ngọt trong thì sẽ có cái mẫu khác. Và anh em nào mà để ý các cái video của em thì sẽ biết thôi, vì em có rất nhiều các cái mẫu. Đây là một số mẫu mà em giới thiệu ngày hôm nay thôi. Đấy, còn là có rất nhiều cái mẫu khác và em sẽ làm và sẽ giới thiệu đến em. Đấy, từng ngày đến ngày nào có thời gian thì em sẽ làm clip để mà giới thiệu với anh em. Đấy, từ cái mẫu ngâm nước này, rồi mẫu giặt trơn, mẫu đi bộ là có mẫu ngâm nước. Đấy, mẫu Rufi này, mẫu tổng hợp từ 10, 12, 14, 16, 18. Đấy, và các cái mẫu đánh lờ mặn thì từ 20, 24 là em sẽ có. Và các cái mẫu đánh thuyền, các cái dòng đánh thuyền công suất lớn. Thì bên em chủ yếu là các cái dòng đánh thuyền công suất lớn nha. Đấy, cứ đến thuyền công suất lớn là cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn cho anh. Đấy, rồi em sẽ có một clip test riêng, thực tế riêng của cái máy đến thuyền này để gửi đến em trong cái clip tiếp theo. Đấy, rồi và số điện thoại là em có để ở trên màn hình đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha.